Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau ở kênh YouTube Hoàng Uyên Channel. Mình là Nguyên, trưởng phòng kinh doanh của công ty Hoàng Uyên. Ở video hôm nay, Nguyên muốn thảo luận với các bạn về chủ đề phay thuận, phay nghịch và khi nào nên ứng dụng hai phương pháp này. Đầu tiên là định nghĩa của hai khái niệm phay thuận, phay nghịch. Phay thuận là gia công phay với chiều chuyển động dao quay và bước tiến bàn máy cùng chiều với nhau. Theo đó, chiều dày cắt sẽ thay đổi từ dày đến mỏng. Phay nghịch thì ngược lại, tức là chiều chuyển động của dao và bước tiến bàn máy ngược chiều nhau. Theo nguyên lý, chiều dày bass cut sẽ thay đổi từ mỏng đến dày. Định nghĩa nôm na là như thế. Chúng ta đi tiếp về ưu nhược điểm của từng phương pháp. Với phương pháp phay thuận, ưu điểm khi sử dụng sẽ là: thứ nhất, chiều sâu cắt giảm dần, do đó cải thiện được độ nhám và không có hiện tượng trượt dao. Thứ hai, do cùng chiều với bàn máy nên lực dao của phay thuận có xu hướng đè phôi xuống, từ đó tăng khả năng kẹp chặt, chi tiết giúp giảm rung động trong quá trình gia công. Thứ ba, lượng nhiệt tạo ra khi gia công ít và có xu hướng giảm dần do bét cắt ăn từ dày đến mỏng. Nhờ vậy, khi gia công dao cụ sẽ chạy ổn định và độ bền tốt hơn. Còn nhược điểm phay thuận là: thứ nhất, lúc vào dao, chiều sâu cắt lớn nhất tạo ra sự va chạm đột ngột nên dao dễ bị mẻ dao. Vì vậy, cần lựa chọn thiết kế insert hoặc dao có thiết kế lưới cắt phù hợp. Thứ hai, chỉ gia công tốt khi máy móc thiết bị có độ khử độ rơ tốt và trên bàn máy được siết chặt. Thứ ba, không ứng dụng gia công được cho các vật liệu cứng. Tiếp đến phay nghịch, ưu điểm của phương pháp này là: thứ nhất, dao ăn từ mỏng đến dày nên tránh hiện tượng va đập đột ngột lúc vào dao, ít bị mẻ dao. Thứ hai, lực đẩy dao làm tăng ăn khít giữa vít me và bàn máy, khử độ rơ của máy. Thứ ba, sử dụng tốt cả những máy cũ. Thứ tư, phay thô đạt năng suất cao. Còn về ưu điểm, phương pháp phay nghịch sẽ là: thứ nhất, do chiều phay nghịch nhau, lực tác dụng dao có xu hướng đẩy phôi lên trên, do đó lực kéo kẹp phải được đảm bảo. Thứ hai, tại vị trí dao, tiếp xúc phôi dễ xảy ra hiện tượng trượt dao, bề mặt chi tiết không tốt. Thứ ba, nhiệt lượng sinh ra lớn, không đảm bảo tuổi thọ cho dao cụ. Với những thông tin vừa nêu trên, phay thuận sẽ thích hợp cho giai đoạn gia công tinh với những chi tiết lượng dư nhỏ, khối lượng vật liệu cần bóc tách ít. Còn phay nghịch sẽ phù hợp với công đoạn phá thô, AP cao cũng như chi tiết cứng. Bên trên là những chia sẻ của Nguyên tích lũy được trong suốt quá trình làm việc. Mọi người hãy tham khảo và để lại ý kiến thảo luận với mình nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần lựa chọn phương pháp gia công cho phù hợp, hiệu quả hoặc cần hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, đừng lo, hãy liên hệ với Hurstcom ngay qua số điện thoại 0903 867 467 hoặc website hurstcom.vn. Chúng mình sẽ hỗ trợ và đưa ra những phương pháp tốt nhất. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn ở phần bình luận bên dưới video này nhé. Một điều quan trọng nữa là đừng quên like, share, subscribe để đón xem video kế tiếp tại channel của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.